Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý sư, quý thầy, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến cùng các con thi rất thân mến. Chúng ta vừa nghe câu chuyện kể Chúa Giêsu trong cuộc nói chuyện với các tượng tế và các kỳ lão, là những người được coi là những người chức sắc, lãnh đạo tôn giáo của dân Chúa thời bấy giờ. Và trong một cái câu chuyện dụ ngôn thì chúng ta thấy rằng là có hai người con của một người cha. Người cha này muốn gọi người con đi làm vườn nho cho mình. Và chúng ta thấy hai thái độ và cách đáp trả của hai người con thật khác nhau. Thái độ của người con thứ nhất lúc đầu là từ chối, thế nhưng rồi sau lại nhận lời. Còn thái độ của người con thứ thì vâng lời ngay, rất là nhanh nhẹn, thế nhưng sau lại từ chối, không có chịu đi làm việc cho cha của mình. Và Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi cho những người thượng tế và kỳ lão bấy giờ: Vậy thì ai mới là người thi hành ý muốn của cha? Thì họ trả lời, câu trả lời rất đơn giản. Họ trả lời đó là người thứ nhất, người đã từ chối lúc ban đầu, thế nhưng sau lại vâng lời. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến, thế thì chúng ta thấy rằng trong hai người con đó, người con biết vâng lời và làm theo ý người cha, tức là người con đã từ bỏ ý riêng của mình mà vâng lời ý của người cha và đi làm việc cho người cha. Hình ảnh đấy cũng là hình ảnh mà Chúa muốn nhắn gửi mỗi người chúng ta, đặc biệt chúng ta đang sống trong mùa vọng, là mùa mà mời gọi chúng ta chờ đón ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Và hơn hết chính là chúng ta chờ đón ngày Chúa đến trong cuộc đời của mình. Vậy thì chúng ta phải biết từ bỏ ý riêng của mình mà vâng theo ý Chúa. Khi chúng ta nhìn lại cách sống của mình, xem có phù hợp với thánh ý của Chúa hay không, thì chỉ chúng ta đừng có tự mãn, đừng có tự hào mình đang là người công chính trước mặt Chúa, đang là những người sống đạo đức. Chúng ta hãy tự thú trước mặt Chúa, bởi vì Chúa thấu hiểu lòng mỗi người chúng ta. Để chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa, nhìn nhận
mình tội lỗi, nhìn nhận mình bất xứng, để đứng dậy lắng nghe lời mời gọi của Chúa và sám hối bằng một hành động hoán cải thực sự, hoán cải một cách triệt để, như lời Chúa Giêsu đã nói trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Chúng ta cũng phải cảnh giác, những cô gái điếm, những người thu thuế sẽ vào nước trời trước những ai được cho mình là công chính. Xin cho mỗi ngày cuộc đời của chúng ta phải là một ngày thống hối trước mặt Chúa và liên lỉ sống trong sự khiêm nhường, để xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình mà từ bỏ ý riêng, sống theo thánh ý của Chúa, trở nên người công chính như lòng Chúa mong mỏi.